Quý vị thân mến, với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng người sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bác Hồ đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho tất cả nhân dân Việt Nam đến tận hôm nay. Ngày Bác Hồ mất, những điều kỳ lạ xảy ra khiến cả thế giới kinh ngạc. 55 năm trước, dân tộc Việt Nam đã mất đi người cha già kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào 9 giờ sáng, ngày 2 tháng 9 năm 1969, bác trải qua một cơn đau tim nặng và cứ thế lịm dần. Đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt. Thôi các đồng chí ạ, bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi, bác đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt chúng ta. Đài Tiếng Nói Việt Nam là nơi đầu tiên truyền đi bản tin phát thanh tới nhân dân cả nước về thông tin bác đã đi xa. Tình hình Hồ Chủ tịch không được ổn định, bệnh của người đang phát triển và có phần trầm trọng. Sau hơn nửa thế kỷ, nhà báo Hà Phương, nguyên trưởng phòng phát thanh viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, không khỏi xúc động khi nhớ lại chuyện ngày Bác Hồ qua đời và về người đồng nghiệp đã đọc những dòng tin tức đặc biệt này, phát thanh viên Minh Đạo, nhà báo Hà Phương kể lại. Anh ấy nhận được tin và chỉ còn biết lấy khăn lau nước mắt. Cả phòng ngồi khóc không ai đọc nổi mà chỉ có bác Minh Đạo. Bởi lúc ấy đòi hỏi một người phải có nhiều trải nghiệm, từng trải, rất vững vàng về nghề, nhưng phải biết kìm nén cảm xúc cá nhân để không làm tiếng khóc vỡ òa ra khi đọc. Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng Lao động Việt Nam. Đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã từ trần. Khi đài phát thanh vừa đưa tin, trời đổ mưa tầm tã. Bầu trời chịu nặng đau buồn và cứ mưa như chút nước suốt cả tuần lễ. Bác mất, cả nước khóc bác, cả dân tộc khóc bác. Miền Nam bị chia cắt chưa một lần được bác về thăm, càng khóc bác. Khóc cha già của dân tộc, suốt đời hy sinh cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất non sông. Bà Bùi Thị Hiệp, 83 tuổi ở Hà Nội cho biết, đang ở trong nhà, nghe tin ấy, chúng tôi đổ xô ra ngoài đường để đứng xung quanh cái cột loa phóng thanh để nghe lời thông báo về bác Hồ mất. Rất nhiều người đã òa lên khóc. Khi nghe tin bác mất, có thể nói là cả nước khóc, không ai không chảy nước mắt. Một không khí rúng động, đau xót một con người vì nước vì dân. Ông Lê Thế Thọ, 81 tuổi ở Hà Nội ngậm ngùi chia sẻ. Hàng triệu người xếp thành hàng rằng rặc đi viếng bác trong mưa, nước mắt, nước mưa chan hòa. Đất trời và lòng người cộng hưởng một nỗi đau chung, mất mát vô hạn. Suốt 15 năm, bác sống và làm việc ở khu phủ chủ tịch, không có một lần nào dân kéo về nhà bác để làm bận lòng bác. Trong những ngày bác yếu, tuy giữ bí mật rất cao về tình trạng sức khỏe của bác, nhưng xe cộ hàng ngày ra vào nhiều, đưa các đồng chí trung ương vào thăm bác, đưa bác sĩ vào chữa bệnh cho bác, đưa các phương tiện vào để chạy chữa bệnh cho bác, nên dân dự đoán rằng có thể bác ốm. Vì thế có nhiều người dân đã đến cổng đỏ, tức là cổng ra vào ở phủ chủ tịch, hàng ngày bác Hồ vẫn thường đi lại ở cổng này. Nói lên một tâm nguyện, nếu đúng bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho bác. Ngôi nhà sàn đơn sơ giản dị, người đã ở, chọn một đời giường đơn chiếu mộc, cũng chọn một đời không một giấc ngủ yên. Gần đó, nhà 67, người đã ở những ngày cuối cùng, và tại nơi đây, trên giường bệnh, giữa những cơn đau, người vẫn hằng mong tin chiến thắng báo về từ miền Nam. Miền Nam luôn ở trong trái tim người. Nghe tin đê vỡ, lũ lụt tràn về, người hỏi trong cơn hơi thở gấp. Đê vỡ ở đâu? Có kịp sơ tán dân đi chưa? Người còn hỏi, sắp đến ngày khai trường rồi, các chú chuẩn bị trường lớp, sách vở cho các cháu đến đâu rồi? Trong di chúc, người đã dặn lại chúng ta, nếu như khi tôi qua đời mà miền Nam vẫn chưa được giải phóng, thì xin gửi lại một ít tro xương cho đồng bào miền Nam. Trong lần cuối cùng sửa di chúc giữa ngày tháng năm sinh nhật, nét bút đỏ của người đã gạch chữ xương đi, để lại chữ cho và dặn. Cho thì chia vào 3 hộp sành, cho miền Bắc 1 hộp, miền Trung 1 hộp, miền Nam 1 hộp, tìm đồi cao mà chôn xuống cho đỡ tốn đất ruộng.
"Bác ơi" là tiếng gọi, tiếng khóc của tất cả mọi người, từ em nhỏ thơ ngây đến những người già từng trải. Những giọt nước mắt này thay cho cả những người vắng mặt do hoàn cảnh đất nước còn chia cắt. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 năm 1969, dòng người không lúc nào vắng, buồn rầu đội mưa thầm lặng, trật tự đi đến lễ đài Ba Đình để viếng ảnh bác. Vào những ngày thi hài bác quàn trong linh cữu đặt tại hội trường Ba Đình, vì đông người vào viếng nên có những cháu nhỏ không được vào viếng bác, cứ giằng co với công an bảo vệ ngoài hội trường, khóc lóc thảm thiết. "Các chú trả bác cho chúng cháu đây." Lễ truy điệu người được cử hành vào ngày 9 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Dưới trời mưa tầm tã, đồng chí Bí thư Lê Duẩn đã đọc điếu văn đầy xúc động. "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta." Hàng vạn người, từ cụ già đến em thơ, đều òa khóc nức nở. Cả dân tộc ta như chìm trong nước mắt tiếc thương vị cha già kính yêu. Người chỉ có một mong muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trong nắng thu vàng quảng trường Ba Đình, Hồ Chủ tịch trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 24 năm sau, cũng ngày 2 tháng 9 năm 1969, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa trong nỗi đau tiễn biệt người về cõi vĩnh hằng. Mong ước cuối cùng của người là được ra gặp đồng bào dù chỉ 5-10 phút thôi trong lễ quốc khánh đã không thể nào thực hiện được. Hồ Chủ tịch đã để lại muôn vàn tình yêu thương cho toàn đảng, toàn dân ta và một bản di chúc quý giá. Trong đó người tin tưởng sắt đá rằng dù gian khổ hy sinh đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta, tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đồng bào miền Nam đi trước về sau những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất. Bác thương nhớ miền Nam bao nhiêu thì miền Nam cũng luôn kính yêu, mong đợi được nhìn thấy bác bấy nhiêu. Ngày bác đi xa, thành phố Sài Gòn Gia Định đang trong thời điểm khó khăn gian khổ nhất. Quân dân Sài Gòn Gia Định nén đau thương, anh hùng phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi chông gai để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam. Với lòng tiếc thương vô hạn, nhiều đồng bào thành phố đã bất chấp sự theo dõi của địch, tổ chức truy điệu cho bác. Những buổi lễ giản đơn nhưng trang nghiêm và đầy lòng thành kính được âm thầm diễn ra. Thanh niên, sinh viên thuộc Đoàn Văn nghệ Học sinh Sinh viên Sài Gòn kính cẩn mặc niệm người trong tiếng hát trang nghiêm của bài Hồn Tử Sĩ. Công nhân xe buýt đã dành cả ngày và đêm 9 tháng 9 để làm lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại nhà lao Chí Hòa, anh chị em tù chính trị đã để tang bác 7 ngày. Suốt tuần lễ tang, những người tù chính trị không ngừng hát quốc ca và làm lễ tưởng niệm người. Trên mảnh đất Hòa Hưng, 200 Phật tử, nhân sĩ trí thức, sinh viên, học sinh tập trung về chùa Khánh Hưng. Đúng 2 giờ chiều, ngày 9 tháng 9, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau lễ truy điệu Bác Hồ ở quảng trường Ba Đình, lễ truy điệu tại đây bắt đầu. Bên cạnh đó, nhiều gia đình trong thành phố đã đốt nhang trên bàn thờ để làm lễ tang cho bác, đón nghe các buổi phát thanh về bác trên đài Hà Nội. Quân dân ngoại thành làm lễ truy điệu bác ở nhà, ngoài căn cứ, dưới địa đạo, dưới những căn hầm bí mật. Không chỉ ở thành thị, mà ngay cả trên các chiến trường, nơi những người chiến sĩ đang vượt lên nỗi đau mất mát, trực tiếp cầm súng để thực hiện lời bác dạy. Nếu ở miền Bắc, người dân được theo dõi tình hình sức khỏe của người thông qua sóng phát thanh, thì ở trên chiến trường bom đạn ác liệt, những người chiến sĩ ấy lại phải tiếp nhận tình trạng của bác qua sự thông báo từ kẻ thù. Vừa nghi ngờ đây là thông tin kẻ thù đưa ra để làm tan vỡ quyết tâm của phe ta, nhưng cũng hy vọng đây không phải là thông tin chính xác. Trên một số chiến trường vô cùng nóng bỏng như chiến trường Quảng Trị, kẻ địch tập trung hỏa lực mạnh, quyết đánh bật quân giải phóng về phía bắc cầu Hiền Lương. Trước tình hình khó khăn đó, các chiến sĩ lại chờ đợi Tết độc lập như niềm tin tất thắng vào cuộc chiến chống lại kẻ thù, trở thành động lực tinh thần vô cùng to lớn. Nhưng sau ngày vui lớn ấy là nỗi đau bất ngờ của cả dân tộc. Trong giờ phút đau thương giữa chiến trường thiếu thốn, nhưng bàn thờ bác vẫn được thành kính lập ra. Đứng trước bức di ảnh của người, những người chiến sĩ đã biến nước mắt thành quyết tâm,
biến đau thương thành hành động cách mạng, biến đau đớn thành sức mạnh chiến đấu. Đặc biệt, bên trong những vùng bị địch chiếm đóng, nhân dân ta vẫn chịu sự giám sát của kẻ thù. Bởi vậy, những nơi đây không có điều kiện để tổ chức truy điệu cho người. Nhưng mỗi người lại dùng cách riêng của mình để bày tỏ niềm thương tiếc, kính trọng và biết ơn đối với Bác. Những bàn thờ bằng cây được dựng lên trong những hõm rừng chỉ đủ mấy chục người đứng. Những bó nhang mua ngoài ấp chiến lược, những dòng khẩu hiệu giản đơn, vô cùng thương tiếc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được treo phía trên bàn thờ thay cho tấm ảnh Bác. Mặc dù kẻ thù vẫn đang lùng sục khắp nơi, trong giờ khắc thiêng liêng ấy, mọi người đều trang nghiêm đứng cúi đầu tưởng nhớ đến người. Nỗi thương tiếc lan tỏa trong tâm tưởng, lắng đọng lại ở đáy lòng, quyết tâm làm tròn niềm hy vọng mà Bác vẫn đau đáu. Năm 1969, ở thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, người dân bị địch tăng cường đàn áp. Nhưng khi nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh chút hơi thở cuối cùng, người dân nơi đây đã bí mật tổ chức lễ truy điệu và để tang Bác Hồ. Sau lễ truy điệu đầy xúc động, nhiều gia đình cách mạng đã lập bàn thờ, buộc khăn tang ở cổ tay, ở quai nón trong 7 ngày để tang Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhớ về những ngày tháng lịch sử ấy, bà Trịnh Thị Thanh Mão, nguyên bí thư chi bộ thôn Hà Xá năm 69, vẫn không cầm được nước mắt, bà nói. Mặc dù lúc ấy nhân dân trong xã bị địch quản thúc rất chặt, mọi hoạt động, mọi bước đi đều bị theo dõi, thế nhưng nhân dân vẫn luôn một lòng hướng về Đảng, cách mạng và Bác Hồ. Khi nghe tin Bác từ trần thì mọi người hết sức đau xót, ai cũng đau đớn, buồn rầu, thương tiếc Bác. Trước tình hình đó, chi bộ đã họp bàn, thống nhất quyết định sẽ tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ. Bà Mão nhớ lại, để đảm bảo tính bí mật, chúng tôi đã đến từng nhà vận động, thông báo cho người dân được biết và lên phương án chủ động tránh địch phát hiện. Lúc ấy dưới vỏ bọc tổ chức lễ cầu an rằm tháng 8 để lồng ghép thực hiện lễ truy điệu Bác. Dưới sự tổ chức chặt chẽ, đoàn kết một lòng của nhân dân nên đã ngụy trang thành công, đảm bảo được bí mật cho đến ngày làm lễ truy điệu Bác. Buổi lễ truy điệu diễn ra thành công như mong muốn của chi bộ và nhân dân thôn Hà Xá. Có thể nói, chính từ trong cuộc chiến đấu lâu dài, khốc liệt, gian khổ và anh hùng trên giải đất phía Nam Tổ quốc đã nảy sinh mối quan hệ giữa lãnh tụ và quần chúng hiếm thấy trong lịch sử các dân tộc và lịch sử các cuộc đấu tranh giải phóng. Làm tròn trọng trách mà Bác đã giao phó, ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, mảnh đất miền Nam đã trở thành nơi kết thúc thắng lợi của cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa cả nước vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa. Tháng 7 năm 1976, Quốc hội Việt Nam chính thức đổi tên Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh như chính mong muốn của nhân dân miền Nam năm nào. Xin Quốc hội và Chính phủ đổi tên thành phố Sài Gòn là tên thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ. Sau 30 năm kể từ ngày bản quyết nghị được các đại biểu Nam Bộ đề xuất với Quốc hội, nay đã trở thành hiện thực. Đây là phần thưởng cao quý nhất, là sự khẳng định của lịch sử đối với những tình cảm, sự gắn bó giữa Bác Hồ với miền Nam và với miền Nam với Bác Hồ. Quý vị thân mến, cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trở thành một hình tượng nghệ thuật sống động, một bài ca bất hủ về phẩm chất kiên trung của người chiến sĩ cách mạng suốt một đời vì nước, vì dân. Ngày Tết Độc Lập, biết bao người dân Việt lại tưởng nhớ người, lòng trào dâng một cảm xúc tự hào và cả rưng rưng nhớ những ngày đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa của mùa thu năm ấy.